Một ngày nào đó con sẽ thấy ba mẹ già đi, thì xin con nhẫn nại chút xíu. Thử tìm hiểu ba mẹ chút xíu. Nếu ba mẹ ăn uống dơ giấy, không sạch sẽ, nếu ba mẹ không biết mặc áo, thì có chút nhẫn nại nghe con. Có khi ba mẹ bỏ ra rất nhiều thời gian để dạy cho con làm một vài việc. Nếu khi ba mẹ cứ nói đi nói lại một chuyện gì đó, thì đừng ngắt lời của ba mẹ. Nghe ba mẹ nói. Khi con còn nhỏ, ba mẹ đọc truyện cho con nghe, lật trang này qua trang khác, đọc cho đến khi con nhắm mắt ngủ mới thôi. Khi ba mẹ không muốn tắm rửa, thì không nên hổ nhục ba mẹ, cũng đừng chửi mắng ba mẹ nghe con. Con nhớ không, khi con còn nhỏ, ba mẹ đã nghĩ ra biết bao nhiêu là lý do để dỗ dành con đi tắm. Cho nên xin con cũng dỗ dành ba mẹ chút xíu, được không con? Khi con nhìn thấy ba mẹ không biết gì về công nghệ, khoa học tân tiến, thì cho ba mẹ một chút thời gian. Không nên cúp máy rồi nhìn ba mẹ mà cười nhạo: này các con, ba mẹ đã dạy cho con bao nhiêu là chuyện, nào là phải ăn uống như thế nào, phải mặc quần áo ra sao, phải đối mặt với cuộc sống như thế nào. Nếu trong lúc trò chuyện mà đột nhiên ba mẹ không nhớ gì cả, thì hãy cho ba mẹ một thời gian để nhớ lại. Nếu ba mẹ vẫn cứ bất lực, xin con đừng căng thẳng. Đối với ba mẹ mà nói, thì cái quan trọng không phải là đối thoại, mà là có thể ở chung với con và lắng nghe con. Này các con, khi chân của ba mẹ nói không nghe, thì phụ giúp ba mẹ một tay. Các con nhớ chưa? Giống như ba mẹ đã giúp con dẫn con bước thứ nhất đi trên cuộc đời của con. Khi một ngày nào đó ba mẹ nói với con là ba mẹ không còn muốn sống, xin con đừng giận dữ. Thử tìm hiểu ba mẹ xem, sắp nằm gần kề miệng lỗ. Những ngày sắp tới, mặc dù ba mẹ có nhiều cái sai, nhưng ba mẹ vẫn muốn cho con cái tốt nhất. Khi ba mẹ gần bên con, thì đừng cảm thấy buồn rầu, bất đắc dĩ hoặc né tránh. Con phải kề sát bên ba mẹ như ba mẹ hồi trước, giúp con triển khai nhân sinh, hiểu ba mẹ, giúp ba mẹ. Này các con, xin để ba mẹ dựa vào con một chút. Sự không thay đổi của ba mẹ và tình yêu không bờ bến để báo đáp con.